Cho cái hết đấy. Cần cây được lên thế. Lên chuyền thế. Không chuyền. Đá chân của Hữu rồi. Quyết định xuất sang. Chào bóng kìa. Đến những phút đầu thứ hai cũng đang khá chậm. Chiều quả nào ấy là dẫn bóng đấy nhá, lừa bóng đấy. Từ thôi, chuyền bóng cho bạn, cứ chuyền thoải mái thôi. Đá ra, đá ra. Lên đi, bên đây, bên lên bên. Cái chân của số 19 cái kè cản phá cao. Chuyển lên, chuyển lên. Chuyển lên, chuyển lên. Chuyển lên, chuyển lên. Chuyển lên, chuyển lên. Đá bóng lên, đá bóng lên, bóng trống đá lên. Đúng rồi Phú. Được chưa? Kiệt, Kiệt ơi, đây này thấy không? Kìa kìa ơi, nhìn người chạy bắt người kìa. Đột mình xuống luôn mình. Vẫn còn. Chốt chốt chốt. Lùi về, lùi về, lùi về, lùi về. Lùi về bắt người kia, bắt người. Chạm người kia kia. Đây nè, trời ơi, chẳng nói. Vào không, có vào không, có vào không. Hay quá. Đúng rồi, chuyền đi. Sút có vào không? Ôi 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 ôi. Đang người Vũ, đang người Vũ, đang người Vũ. Không vào rồi. Kiệt ơi, Kiệt ơi. Từ từ thôi. Đây đây đây. Giật về, giật về. Quay mặt lại. Sao mà bị ép sân hết thế này? Đá lên, đá lên, đá lên, đá lên, đá lên. Người lại thì nó phải. Người số 8 này.
trường tiểu học số 2 thị trấn Pleikon với lại trường Nguyễn Bá Ngọc đúng không bé? Đây là trường Nguyễn Bá Ngọc với trường tiểu học số 2 phải không? Ô, lấy lên chứ sao lại phá? Nhanh lấy bóng cận ơi, gần đứng gần lại đây cận. Một nơi theo sát mình. Đường đi. Một nơi theo sát mình ơi, để người ta lùi ta chạy không rồi. Thay cú đi. Tay ra bám vào người ta. Thay cú cái Hải. Cho Hải vào tay cú đi. Cú ở đây bốc ra ra, ra nhanh, ra nhanh, ra nhanh. Nè, bốc, bảo vệ nhớ nha. Nhanh kìa, câu giờ kìa. Nè đi. Vào đi. Hải, làm gì vậy? Đẹp lên, đẹp lên. Tản ra. Các bạn lên. Hậu vệ dưới Hải nha, bóng xuống phá lên. Rồi, Phương ơi, điều bên đây. Điều, đem điều lên. Đúng rồi Hải. Rồi, đá biên. Hải, kéo về, kéo về. Rồi, lấy bóng tại đây. Từ từ để bóng chết cái nào chứ. Rồi. Cận kia. Chuyển được cận luôn. Theo người bắt người kìa, bắt người kìa. Không phải bắt người kìa. Tốt rồi. Đường ơi chạy luôn. Rồi. Không vào rồi. Hay lắm. Thủ môn rất xuất sắc. Nhận bóng bên ngoài vào. Từ từ đá lên, bóng sống, cầm bóng đá lên. Đá bóng lên. Có cả Quang Hải luôn. Rồi cận theo luôn. Một lên luôn kìa. Bỏ mông rồi, bỏ mông rồi. Bạn đang xem trận đấu giữa đội bóng đá trường tiểu học số 2 thì như bây cần với trường Nguyễn Bá Ngọc xã Bờ Y trong cái giải đấu các môn thể thao của tiểu học và trung học cơ sở. Đá ra bóng ra ngoài rồi. Và đá biên cho Nguyễn Bá Ngọc. Chồng lại, từ từ.
cầm ra, từ từ. Một pha ném bóng lên. Rồi, người Bắc Ngọc đang có bóng trong chân, sút vào. Người Bắc Ngọc đã san bằng tỷ số cho đội học số 2. Cú sút vừa rồi là của cầu thủ số 8 trường hợp người Bắc Ngọc. Bàn thắng ghi san bằng tỷ số ở phút thứ 10 của trận đấu. Hiệp 2 của trận đấu. Bóng đá nhi đồng là một trong những cái bóng đá rất hồn nhiên và vô tư. Một pha bóng lên của thủ môn đội người Bắc Ngọc. Tiểu số 2 đang có một thanh người. Rồi, tiểu số 2 đang có bóng. Nhịp độ trận đấu đang nghiêng về đội người Bắc Ngọc. Đang có bóng. Cầu thủ số 8 đang bóng. Rồi, phá bóng lên, đưa bóng lên. Rồi, một pha phạm lỗi. Một pha đá phạt cho thi học của Bắc Ngọc. Làm lỗi. Một pha sút bóng từ xa không vào, không vào không. Hậu vệ đã phá bóng ra bên ngoài và đã biên cho người Bắc Ngọc. Bóng sút cao vào không. Rồi, bóng chưa chạm ai. Về luật là không được tính. Đội trận đấu đang nghiêng về đội người Bắc Ngọc. Tiểu học số 2 thay người. Và phản góc cho người Bắc Ngọc. Không vào. Nhiều ơi về. Vào rồi.
không như vậy là những nỗ lực của các cầu thủ đã được đi các cầu thủ bên ra sân. Vâng, như vậy là cầu thủ số 10 cầu thủ xuất sắc nhất trong thế công trên trận cơ sở đất Việt đã ghi bàn vào không xuất chân anh. Nhanh kia, đá biên kia. Ủa kìa, sao đây? Bên mình đá biên là đây đây. Hào, nhìn gì trên đó? Không vào. Các cầu thủ đang nghe tập trung ở bên các anh đá. Bên vô thay Hải bên. Rồi. Hơi chậm rồi. Đá lên, đá lên, đá lên. Đấy, hai, hai. Cái kiểu đánh đá cứ nhìn đằng sau nó nhìn làm gì biết nữa. Đó kìa, xuống kìa. Trời ơi. Không kịp rồi. Rồi, lên. Rồi. Cầu thủ của người Bắc Ngọc có phối hợp rất tốt. Đập xuống luôn. Vào. Đập số 2 là bị thủng lưới rồi. Cầu thủ đã ăn năm rồi. Đi đâu tên đâu. Đã đọc đã ghi thêm một bàn nữa rồi. Như vậy là lại khó khăn hơn rất nhiều. Để có thể đánh thủ anh chị 3-1 rồi. Đánh cửa và chuẩn kết thúc đã hợp thêm rất nhiều đối với cầu thủ trong cuộc sống vô cùng nhưng không phải là không phải trận đấu tiếp tục đi luôn nhịp độ trận đấu đang nghiêng về Nguyễn Bắc Ngọc một pha đá phạt cho Nguyễn Bắc Ngọc nhịp không rồi may quá một hậu vệ đã chặn được bóng rồi. Em chạy luôn. Đúng rồi. Không kịp rồi. Kiều ơi, về sâu là không vậy. Mất bóng. Cú đá phạt cho Thiều Xoay. Không kịp rồi, không kịp. Kịp không, kịp không. Hậu thủ môn là phá bóng lên. Đỗ Ngọc đang có bóng. Và đá biên của học số 2. Một pha đá biên cho Nguyễn Bắc Ngọc. Bóng mất bóng rồi. Rồi cần kịp. Bóng rồi. Rất luôn. Rồi. Em vô chiều ơi, em về làm gì đang góc mà. Đá góc của Nguyễn Bắc Ngọc. Và sát gôn nào. Rồi. Lên lên lên. Điều hậu vệ không lên nữa nha. Nhìn người ta đứng sau mình kìa. Đá biên. Từ từ, giữ bóng lại. Chuyên. Rồi, Điều ơi. Rồi, hậu vệ đã bắt được bóng và đá lên phá ra biên. Đá biên. Rồi, bóng của từ. Lại đang có tấn công nhà rồi. Rồi giữ lại. Chốt luôn được. Rồi cắt đi kia. Thủ của người Bắc Ngọc. Đúng rồi, cắt đã rất sung. Góc. Không vào. Góc. Góc đâu mà góc. Đá có chân văng ra ngoài mà. Nhanh lên. Vào không, không vào. Một cầu thủ của Thiều Xoa đã đánh đầu ra ngoài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chạy dọc cánh như này Diêu ơi, dọc cánh. Chiến thắng gần như nằm chắc trong tay của các thủ thuật. Vâng, chúng tôi đánh cái bàn đang sở hữu Đức Duy. Chúc mừng các cầu thủ thể dục đã ghi tên mình vào trận chung kết. Và chiều nay trận chung kết bóng đá Liên Hoan thuộc cơ sở đã được làm thuộc cơ sở thủ cánh. Hay quá. Xuống luôn. Rồi, hay quá. Vào không? Không vào rồi. Đá góc. Hải đứng dậy nhanh nhanh. Bảo Ngọc có bóng rồi. Chạy hết bóng rồi. Leo ra đánh rồi đi. Thao ơi, Hải. Ra sân luôn, ra sân. Ra đường biên ra sân. Hải. Hải. Ra sân. Và đá biên cho người Bảo Ngọc. Đá góc mà. Trọng tài xác định không phải đá biên mà là đá góc. Đánh bóng đánh đầu ra ngoài. Đá nhanh. Dọc số 2 lại phát bóng lên. Hết trận đấu kết thúc rồi. Tỷ số kết thúc trận đấu đó mà tỷ số đã nghiêng về đội Nguyễn Bắc Ngọc. 2-1 là thầy. 2-1. 2-1 phải không? Mệt quá hả? Cao thủ số 2 chắc trận sau là đuối sức rồi. Hiệu trưởng chúc mừng tặng hoa. Sướng người bác học này. Đúng rồi. Rồi video đến đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.